Vâng, kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của T Audio. Để tiếp tục giới thiệu những cái sản phẩm về với trung tâm thì ngày hôm nay ở clip này T Audio xin được làm một clip ngắn để giới thiệu một sản phẩm về với trung tâm. Đó chính là những cặp SR4738A CG2, hàng bãi của Mỹ do Mỹ sản xuất, một trong những model được đánh giá công suất khủng long bạo chúa, được thiết kế cấu trúc cho chúng ta là một bát 50 từ 220 cô 100, bát đánh ở chế độ là 4 ôm và một loa chung có đường kính 25 và đường kính 25 và côn là 7,5 từ 17 và một loa chép 4.4. Với những cấu hình của cặp 4738A CG2 được thiết kế dòng loa 3 đường tiếng thì từ trước đến nay được rất là nhiều những quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc săn tìm những cái model nó được sản xuất tại đất nước Mỹ như thế này. Một là có chất âm hay chi tiết, hai là có chất âm thổi mạnh để chúng ta phù hợp ở chơi trong gia đình cũng vẫn hay, và chơi ngoài trời, chơi ngoài sân khấu rộng cũng vẫn đảm bảo được về chất lượng, về âm thanh, về độ mạnh mẽ để chúng ta có thể chơi phụ thuộc theo nhiều yếu tố chơi khác nhau. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng tia đô quay ở phía trước để chúng ta có thể xem một cách chi tiết và nhận định về độ đẹp của những cặp này, và về độ zin thì là 100% về độ zin, bát chung chép đều zin, thùng zin đẹp, và từ những chiếc màng của loa bát và loa chung và những chiếc loa chép được đánh giá cực đẹp trong những cái cặp loa hàng chất bãi đã được bên đất nước của họ sử dụng lâu năm. Tuy nhiên mình vẫn được sở hữu những cái sản phẩm đẹp như thế này, đó là điều rất là vinh hạnh cho những người kinh doanh như bên trung tâm của Audio đó, được sở hữu những cái cặp như này để phục vụ đến quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc. Và cái model 4738A CG2 thì với thời điểm hiện tại thì nó cũng đã đang rất là khan hiếm, nhất là những cái cặp mà được đánh giá là đẹp và nó được chi tiết, nó được chuẩn chỉnh, từ những chiếc bát, chiếc chung, chiếc chép như thế này cho đến những chiếc thùng được đánh giá đẹp như thế này thì lại là hiếm hơn nữa. Đấy, nó lại là khan hiếm hơn nữa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng được cấu trúc ở mặt trước như này, chúng ta nhìn thấy những cái model này rất là hầm hố và rất là gấu, và lại được đánh giá có chất âm cực mạnh và lại hay. Một chiếc họng chắc kèn ở phía trên là được chạy cho chúng ta một cái củ kèn là 2417H, côn của chiếc kèn là 4.4, được tăng thêm cho chúng ta một chiếc loa chung có đường kính là 25 từ 17 côn 7,5. Để chiếc kèn này và chiếc chung này, lời của hai cái này nó được kết hợp vào với nhau để tạo lên cho chúng ta một âm thanh hay hơn, trong sáng hơn và bay xa hơn. Ở dưới chúng ta thấy một chiếc màng của loa bát 50 cực đẹp. Tuy nhìn qua những tấm lưới nhưng chắc chắn những quý vị đã từng chơi hàng bãi và đã từng xem nhiều những video trên kênh của T Audio hoặc ở những kênh khác thì chúng ta cũng nhận định được. Đi qua cái miếng lưới chúng ta nhìn không rõ, nhưng nhìn cái màng nó cũng còn đang rất là sáng sạch. Đấy, còn đang sáng và sạch, và từ những chiếc rốn nó cũng còn rất là đẹp. Nói chung đây là một trong những cái cặp loa của đời 4738A với chất bãi, thì một trong những cặp loa cực kỳ là hiếm và cũng là cực kỳ đẹp hiện nay với những cái cặp loa như thế này. Chắc chắn cũng không phải là lúc nào cũng có được những cái cặp đẹp như thế này để quý vị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng và coi như là để sở hữu những cái cặp như thế này. Và nhất là những model này với thời điểm hiện tại nó đã khan hiếm đi rất là nhiều, đào ra được những cái cặp và nó được đẹp và một cách đều đặn như này thì nó không phải là dễ. Đôi khi có những quý vị đang đi tìm kiếm những cái model này mà đang trong cái tầm ngắm, có thể muốn bỏ ra cái số tiền cực nhiều để tìm được một cặp như thế này thì có thể nó lại vẫn là không được gặp. Đấy, đôi khi nó là như vậy. Nhưng đôi khi có những quý vị không thích cái model này hoặc là chưa nghĩ tới nó thì lại nhìn thấy lại cảm thấy nó bình thường. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến, chúng ta quan tâm đến nó rồi thì lại muốn tìm một cái nó chuẩn chỉnh như này thì chắc chắn nó lại là khó. Có thể là chúng ta muốn lúc ấy chúng ta muốn bỏ thêm cái đồng tiền ra thật nhiều để tìm được cái cặp nó chuẩn chỉnh như này thì nó lại là không gặp. Đấy, bởi vì nó không phải là hàng mới nên nó không phải lúc nào cũng có. Có những lúc có tiền không mua được, nhưng có những lúc có tiền gặp nhưng chúng ta lại bỏ qua. Chúng ta thấy là ở bên đây cũng vậy, cũng được thiết kế cho chúng ta những chiếc loa chung đó, còn rất là mới. Mặt của loa chung được thiết kế cho chúng ta cái mặt nhôm phay, đấy, màu trắng,
Nó còn đang trắng sáng bóng giống như là gần như là mới vậy. Đấy. Đó vì cái chất liệu nhôm của họ rất là tốt, vì vậy nên họ sử dụng lâu năm nó không bị xuống màu. Đấy. À, cái này đây bị chắc một tí cái lớp sơn của cái lưới này. Nhưng cái này nó chỉ bằng cái hạt đậu thôi, không có vấn đề gì. Cái này thì Aldo sẽ chấm một tí sơn vào đây để cho nhìn nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn. Đấy. Bởi vì nếu như chúng ta để một cái chỗ như này thì chúng ta nhìn thấy đôi khi không để ý sơ sơ thì không thấy, nhưng mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta lại không không thấy lắm. Mà chấm một tí sơn vào cho nó đồng màu thì cho nó đẹp, không vấn đề gì. Quan trọng nhất là chơi hàng bãi. Quan trọng nhất là chơi hàng bãi là những cái ruột ở bên trong, những chiếc bát, chiếc chung, chiếc chép và những cái bộ phân tần nó còn đẹp, còn chuẩn chỉnh. Còn bên ngoài thân thùng, đôi khi vận chuyển xuất sát hoặc là mất tem hoặc là mất con ốc nọ, mất con ốc kia, chúng ta thay nó là chuyện bình thường. Quan điểm là chơi hàng bãi nó là vậy, thay là chuyện bình thường. Còn mấy cái cốt lõi bên trong thì chúng ta cần quan tâm đến cái cốt lõi ở bên trong là cái quan trọng nhất. Ví dụ bên ngoài nó đẹp, còn ốc con nhái nó còn nguyên si, cái tem nó còn hết, nhưng mà cái bên trong một thứ nó không còn nguyên si, người ta sửa lại rồi mà người ta không nói, thì chúng ta chơi cặp loa chúng ta cũng không thấy nó hài lòng. Nhưng quan trọng là chơi hàng bãi nó là một cái chất xám, một cái cốt lõi ở bên trong. Cũng như người đi mua một cái xe cũ vậy, có những cái ông cũng mua năm 2015 chẳng hạn, hai ông đều mua năm 2015, nhưng mà một ông thì ông mua về ông ấy làm cái xe dịch vụ, ông ấy đi chợ thì ông đi 5 năm 6 năm ông bán cho mình, thì về về mình chơi mình đi chỉ độ vài ba 4 tháng hoặc 1 năm là mình phải sửa chữa. Còn có những ông mua cũng 2015, nhưng mà ông mua về thi thoảng ông trẻ con ông đi đâu, hoặc là thi thoảng ông đi chơi với bạn bè, thi thoảng ông đi đánh bóng cầu lông cũng về, thì chắc chắn là còn đây ngon rồi, kể cả ông chạy chục năm chúng ta mua vẫn cứ ngon. Đấy. Quan điểm chơi hàng cũ nó vậy các bác nhé. Các bác nhìn thấy là cái bông tiêu âm bên trong ông này nó rất là đẹp, và hai chiếc bát như này nhìn qua tấm lưới các bác thấy chưa, rất là đẹp. Vì vậy nên những bác nào mà quan tâm những cái model này xin hãy liên hệ bên trung tâm nào để được cung cấp thêm cái hình ảnh nó chi tiết hơn. Thùng thì những dòng sản phẩm này thì nó là dòng thùng thùng bọc nỉ rồi, không bàn cãi, và bọc nỉ nhưng mà nó vẫn còn rất là đẹp, quý vị thấy không, chất nỉ mà bao nhiêu năm họ sử dụng rồi nhưng như này là rất là đẹp rồi. Thơm phức, gia đình của chúng ta để một cặp này lúc nào nó cũng phá cái mùi thơm của nó ra, thơm lức luôn. Đấy. SG 4738A CG2. SG CG2 đây. Đấy. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm để sở hữu những cái model 4738A hoặc là nhiều những cái model khác nhau mà bên trung tâm của Tiểu Đô, những cái cặp loa khủng cũng có, và những cái cặp loa nhỏ cũng có, những cái cặp loa phun đôi, phun đơn hoặc những cặp loa súp đơn, đều bên trung tâm đều đang sở hữu nhiều những model khác nhau, hoặc những cái cặp 925, hoặc là tới đây thì Tiểu Đô về được những cái con Crown 5002, hoặc là những cái cặp 738, hoặc là 925 vẫn tiếp tục về, hoặc SP 215-9 vân vân. Nói chung cũng khá khá nhiều những cái sản phẩm được tuyển chọn rất là kỹ, những cái hàng còn đẹp về cái thùng vách cũng như về cái độ chuẩn của màng loa bát, loa chung, loa chép, về nội thất bên trong, thì những cái số sản phẩm bên trung tâm của Tiểu Đô đã tuyển chọn về đây, tất cả đều khá là đẹp và chuẩn chỉnh. Tuy nhiên thì với cái chất bãi thì Tiểu Đô nói là đẹp và đẹp so với chất bãi thôi. Những quý vị chúng ta chơi chất bãi thì đôi khi thùng nó cũng có những cái điểm cộng điểm trừ vì vận chuyển va chạm xất sát rồi nọ kia, nói chung nó đồ hình. Nhưng mà Tị là người nhập hàng, đôi khi thấy bên ngoài nó bị tí những cái điểm ABC thì Tiểu Đô cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng là mua được cái bên trong nó còn đẹp, cái ruột bên trong nó còn đẹp và nó còn chuẩn chỉnh. Đó là nó sẽ cho chúng ta được một cái chất âm hay và chúng ta mở lên là muốn nghe mãi. Đấy. Còn cái bên ngoài thì nó chỉ là hình thức thôi, không có quan trọng lắm. Tuy nhiên thì nói thì nó như vậy, nhưng mà tùy theo đồ cũng vẫn phải tuyển một cách rất là kỹ. Nhưng tuyển kỹ rồi nhưng nó cũng không thể bao giờ hết được những cái mà mình mong muốn, không bao giờ nó được toàn vẹn để những cái mình mong muốn, nó phải chấp nhận một tí xước xác nọ kia vân vân. Còn những cái cặp và như thế này thì chắc chắn là
cũng được đánh giá một trong những cặp loa cực hiếm hiện nay và một trong những cặp loa zin với thời điểm hiện tại, zin và đẹp cực hiếm và với chất bãi như này quá đẹp rồi. Đấy, quan trọng là những quý vị nào đang sưu tầm đấy, và đang tìm kiếm những model này đấy, để chơi thì đây là một cặp và chúng ta không nên bỏ qua. Bây giờ thì Audio xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo. Mọi nhu cầu để sở hữu những cái sản phẩm của Mỹ, xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975600005 để được tư vấn thêm. Và trong những cái video tiếp theo thì chắc chắn thì Audio cũng sẽ mở nội thất. Nếu như chưa có quý vị nào sở hữu thì Audio cũng mở nội thất để quý vị chúng ta xem và trải nghiệm về cái chất lượng của những cái sản phẩm mà bên trung tâm đang có nhé. Bây giờ thì Audio xin được dừng clip tại đây.